Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30 tháng 7 tuyên bố chiến tranh đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga, chỉ vài giờ sau khi Điện Kremlin cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào Moscow bằng máy bay không người lái UAV. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất nhằm vào Moscow nhằm tác động đến tâm lý những người dân Nga, những người đang cảm thấy xung đột đã đẩy lùi xa kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Vẫn luôn có thứ gì đó bay lượn và sẵn sàng tấn công nước Nga, cũng như Moscow. Bây giờ chiến tranh đang ảnh hưởng đến những người không quan tâm đến cuộc xung đột này, ông Yuri Inat tuyên bố trên truyền hình Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã đánh chặn 3 UAV vào ngày 30 tháng 7, nhưng một cơ sở kinh doanh và mua sắm ở phía tây thủ đô Moscow đã bị tấn công. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, vụ tấn công đã làm hư hại tầng 5 và tầng 6 của một tòa nhà 50 tầng, song không có báo cáo về thương vong. Video cho thấy nhiều mảnh vỡ tại hiện trường. Lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt để xử lý tình huống.